Vâng, xin chào tất cả mọi người. Và buổi ngày hôm nay tôi xin chia sẻ một cái chủ đề về di chuyển. Và các bạn hãy tập trung tập 3 cái skill di chuyển này, vì nó là cái cực kỳ quan trọng trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu. Key thứ nhất đó là key running. Trông thế thôi nhưng mà rất nhiều người bị sai lầm trong cái việc là chúng ta lại di ngang để đánh những đường bóng xa. Thì như thế thì chắc chắn sẽ rất là gì thiệt thòi cho những cái tình huống đánh bóng gì ạ, đánh bóng nhanh, mạnh và xa người. Thì cái key thứ nhất đó chúng ta tập gì, tập free step và xoay ra chạy. Cái chạy này là cái chạy, chúng ta hãy nhớ rằng khi chạy ý, là chúng ta phải gì, mất quan sát banh và có form. Ai càng có form chuẩn thì chạy càng tốt. Nhưng mà nhiều người sẽ bị như sau: di ngang xong đó là mở và đánh. Thì bản chất cái này không phải là sai, tôi phân tích nó không phải là sai, nhưng mà họ lại dựa trên cái đó là gì, là lại di chuyển từ vị trí tâm sân sang bên ngoài mà bắt đầu ấn nút start là di ngang thì là sai. Nhưng có những cái tình huống đúng trong trường hợp là bóng có gì, nó ở cự ly gần và bóng chậm thì đúng, thì cái skill này đúng. Hoặc là cái gì, hoặc là người ta đang trong tình trạng là ra đánh một quả backhand, đúng không, và họ di về đây, nhưng mà đối thủ đánh nhanh quá họ có thể di ngang sang và họ set up được. Nhưng mà nếu mà sử dụng cái bước free step ngay tại chỗ đây mà sử dụng di ngang sang, bởi vì lý do tại sao tôi hay làm được nhiều những cái skill trong quá trình dạy tennis, bởi vì là như sau: cứ một lỗi sai của học viên thì là một chủ đề video của thầy Thành. Chính vì thế là thầy Thành muốn mọi người không bị mắc lỗi sai đấy nữa. Và thì xem qua video và mọi người hãy comment ở phía dưới những câu hỏi thì thầy sẽ làm nên video cho mọi người. Và cái backhand đó là skill running, đúng không? Đó. Cái thứ hai là skill running in backhand. Đúng không? Akis Sky, đúng không? Skill thứ nhất là running. Skill thứ hai đó là di ngang. Di ngang, đó, di ngang. Đấy, mọi người nhớ lúc nào cái khoảng cách hai chân phải bằng nhau, đúng không? Đừng có ai ly này, bởi vì tennis họ sẽ không di theo như này, mà là cái khoảng cách hai chân đổi nhau này, đều nhau này, đúng không? Và tí nữa tôi sẽ cho mọi người biết được là cái độ đều của tất cả các bộ footwork như nào. Và kỳ thứ ba đó là kỳ bước chéo trước hoặc bước chéo sau, đúng không? Crisp big step này là bước rộng ở phía trước, đúng không? Và behind phía sau. Đó. Thì chúng ta hãy tập, đúng không? Thì chúng ta có cái bài tập như này, đúng không? Đấy. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta gì? Đó. Cực kỳ tốt, đúng không? Đó là ba cái skill: một là running, hai là di ngang, ba là gì? Là bước chéo. Vậy thì có một cái công thức, một công thức mà tất cả những vận động viên chuyên nghiệp đều phải tập. Đó là công thức gì? Chạy, sau đó là một chéo, hai ngang. Các bạn nhớ này, chạy ra này, free step này, running chạy, đánh xong này, một chéo, rồi lại hai ngang, free step này, running này, đánh xong này, một chéo, rồi lại hai ngang. Đương nhiên là cái chéo này nó phụ thuộc vào trình pro của mọi người nữa, trình pro của mọi người. Đấy, cái lướt làm sao ấy, khi mình xuống ấy, mình phải phân nó về thật nhanh, mình lướt này, phân nó về thật nhanh, rồi running này. Phân lên về thật nhanh. Đó, running. Phân lên về thật nhanh. Đó, running. Phân lên về thật nhanh. Thì đó là cái mà tôi muốn nói với các bạn. Vậy là ba kỳ. Kỳ thứ nhất là chạy. Kỳ thứ hai là bước chéo. Kỳ thứ ba là di ngang. Và sự phối hợp giữa ba cái skill này sẽ giúp cho các bạn cực kỳ hay và di chuyển. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem kênh YouTube của VNTA, và kính chúc các bạn với ba skill đơn giản nhất này là chúng ta có thể có sở hữu một kỹ thuật di chuyển cực kỳ tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số vlog tiếp theo.